Tiếng Trung là tiếng mà nó trường nhiều chưa? Thì chúng ta có cái mình đi tới cái của Trung Quốc. Cái bảo bảo cái MC. Đúng rồi, đúng rồi. Quanh đâu đây, quanh đây. Quanh đây không? Đối với bản tin quay anh cường không có việc em có đưa cho anh cường Ok. Đúng cả đẹp thật. Thiên Nga. Quán quân mấy cái gì test tự nhiên. Rồi cái nhà mình luôn quá đây một chút. Rồi nhìn máy em nha mọi người. Ba để trò luôn. Hai. Anh chụp qua đây. Đúng rồi, cân rồi đó. Cân cơ. Rồi cân. Đây nào. Máy nè, hai. Rồi quay nè. Rồi máy em nha, hai. Tấm nữa nè. Rồi cộng nha, thôi cái cộng nha. Máy, hai. Ok. Xin mời chương trình lên trên ơi. Ôi giời ơi, đây rồi. Lâu quá. Rồi máy nha.
Ok, lên chưa? Vô đi. Nhật Quyên ơi, vô chụp hình với ngài luôn. Đức Anh đợi xíu cho Nhật Nguyệt chụp. Chị đợi xíu chị. Ok, Nhật Nguyệt cho chị một cái đi, chị trả lời. Thank you.
thông tin bảo là anh lấy điện thoại ra và làm gì, thì em lấy ra đi. Xong rồi lấy ra thì thông tin ngồi vào đàn, thông tin để thông tin về anh quay đi, hả quay thì không biết.